Ok các bác nhá, và chúc mừng các bác đang là một bộ karaoke trị giá là 25 triệu đồng, bao gồm một đôi loa mic xịn JBL 926 các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ test âm thanh, test tiếng mic của nó rất hay các bác, đặc biệt đôi loa này không cần chỉnh gì mặc định là nó hay rồi. Cảm ơn tất cả các bác, các bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ bài giúp em. Cảm ơn tất cả các bác nhé.